Và cái chuyện mà do vậy đó, những người này muốn đến Tây Tạng thì nó cũng không có gì lạ, không có gì lạ, tại vì Tây Tạng được marketing là một cái xứ sở huyền bí, một cái xứ sở là thần bí, thành ra những cái người mà nặng về niềm tin họ sẽ bị thu hút bởi cái này. Còn đối với những người mà có trí tuệ đó thì họ lại không có đến Tây Tạng. Tây Tạng là dành cho những người, mà nói như vậy thì nó lại nói là sư, gọi là cái gì ta, cực đoan, bài xích, hiềm khích, công kích cá nhân, tập thể thì nó mệt quá. Cho nên là khi mà chúng ta để cái niềm tin á nó lấn át cái trí tuệ của chúng ta thì chúng ta sẽ bị thu hút bởi những cái gì nó huyền bí, nó huyễn hoặc, thì cho nó đơn giản như vậy. Và tôi thấy rất nhiều những người có trí, rất nhiều những người không bị cái niềm tin huyễn hoặc ha, họ phá được cái bức màn mờ mịt đó thì họ không có đi Tây Tạng mà có gì nói. Họ đi đâu? Đi Miến. Họ đi Tích Lan. Để chi? Họ học đạo và họ hành thiền. Cho nên là coi chừng nha, coi chừng. Mình do cái căn tánh của mình là mình nặng về niềm tin á, mà nó lấn át cái trí, cho nên mình sẽ bị thu hút bởi những thứ huyễn hoặc. Mà xin thưa, những thứ huyễn hoặc thì nó chỉ là mờ ảo, trăng trong nước nha. Chứ đời người có bao nhiêu năm đâu, mình tu sai, mình bị thu hút bởi những cái không thực tế thì tới hồi mà mình ngộ ra mình đã đi nhầm đường thì nó không còn cái thời gian để quay đầu, nó uổng lắm nha. Lời đề nghị của sư là nghiên cứu giáo lý, học kinh tạng, tham gia những lớp kinh tạng, thì chúng ta sẽ mở mang ra những cái kiến thức nhiều hơn và chúng ta sẽ ít bị những cái thứ huyễn hoặc nó mờ, làm mờ con mắt của mình. Nói thì nói vậy thôi nhưng mà sư vẫn thấy là một vài người cư sĩ nặng về niềm tin á, tham gia những lớp giáo lý thì cũng có tham gia nhưng mà tin vào những thứ huyền bí thì họ vẫn cứ tin à. Nhưng mà thôi, được lúc nào hay lúc đó, được ai hay đó, được chừng nào hay chừng đó. Người nào thoát ra khỏi cái sự mê hoặc á thì mừng cho người đó thôi.